Xin chào, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Mình là Moon đây. Đầu tiên thì đây là năm Quý Mão, cho nên mình sẽ làm một chiếc video có liên quan đến mèo. Và như tiêu đề của video này thì có bao giờ các bạn thắc mắc tại sao chỉ có duy nhất Việt Nam mình là có năm con mèo, trong khi tất cả các nước Á Đông khác đều dùng thỏ không? Alo, Moon này. Gì đấy? Thời nay nếu có thắc mắc thì người ta lên Google tra phát là ra ngay. Làm clip làm gì? Tại tôi thích, ok. Cảnh báo, video chỉ mang tính chất giải trí, không có giá trị học thuật hay công kích bất kỳ ai. Vui lòng cân nhắc trước khi xem. Trở về với chủ đề của video, sự khác biệt này được cho là trong quá trình tiếp cận lịch Kanji của Trung Quốc, chính người Việt xưa đã cố tình tạo ra thay đổi để phù hợp với địa lý và văn hóa của đất nước mình. Về địa lý thì Trung Quốc, địa hình thảo nguyên, họ sở hữu rất nhiều đồng cỏ mềm mượt, xanh mướt, giúp các động vật gọng nhấm như thỏ có thể thỏa sức phát triển thành từng bầy đàn lớn. Còn ở Việt Nam, khu vực nhiệt đới, môi trường phong phú, đa dạng với các thảm thực vật đang xen lẫn nhau, thuận lợi cho loài mèo phát triển. Về văn hóa, Trung Quốc coi thỏ là một đại diện của sự trong sáng, thuần khiết. Trong khi đó, Việt Nam chúng ta bao đời gắn với nền nông nghiệp trồng lúa thì khỏi phải nói cũng biết. Mấy bác người Việt xưa thù là gặm nhấm tới cỡ nào rồi. Ngược lại, hoàng thượng, loài mèo thường được người Việt Nam mình gọi vui là tiểu hổ, quan thương, bệ hạ là những đứa nhỏ lanh lợi, hoạt bát, giúp người lớn canh nhà, đuổi chuột. Qua bao năm giang sơn bao lần đổi chủ nhưng các bé luôn luôn là những người bạn đồng hành, đáng tin cậy và gần gũi với người Việt. Có thể thấy mèo xuất hiện thường xuyên trong ca dao, tục ngữ và cả những cổ tích gói đầu giường cho không biết bao nhiêu thế hệ trẻ em Việt Nam. Ngoài ra thì việc tiếp nhận văn hóa từ ông bạn láng giềng nhưng chỉ học tập và sáng tạo thêm thay vì sao chép y nguyên có thể xem là một cách mà ông cha ta ngày xưa dùng để chống lại kế hoạch đồng hóa của Trung Quốc khi đất nước chúng ta bị Trung Quốc xâm chiếm. Vừa rồi là những thông tin mà mình thu thập được từ rất nhiều nguồn trên mạng về lý do tại sao Việt Nam chúng ta là quốc gia duy nhất có năm mèo. Còn mình thì xuyên suốt thời thơ ấu chỉ nghĩ đơn giản là Việt Nam chúng ta méo xích giống mấy bác bên Trung, thế nên là chúng ta chọn con mèo thôi vì nó dễ thương hơn. Tiết mục trò chuyện hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn, đặc biệt là các bạn tuổi mèo, một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mình là Moon và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye, nhớ like và đăng ký nha. Đừng quên để lại một số comment coi như kiểu như các bạn nghĩ tại sao nước mình lại sử dụng năm mèo thay vì năm thỏ, và các bạn thích mèo hơn hay là thích thỏ hơn.